là mình không đến mua nhưng mà chồng mình mua thì khác gì mình. Chắc bà không biết chồng mình. Rồi, sáng nay mùng 1 mà không mua hoa cho bà. Giờ ơi, mình phải mộ. Máy khóa thóc mà dậy là chết giờ luôn. Âm thanh quá mạnh. May mà nó ngủ say đấy. Ôi dồi ôi, nó khóc suốt nãy giờ, nó bắt ngủ khóc quá trời quá đất. Thằng này gắt ngủ quá này thì nào lấy vợ mà gắt cái này tát cái ngang mồm luôn. Chuối mình là mình chỉ thích mua dừa dầm của cái nhà hay mua thôi vì đã nó bán dừa ấy, sẵn dừa thế nên là nước cốt dừa cũng rất là đậm đặc luôn. Chuối này thì nó chín quá thì chứ nó cũng chẳng sao cả. Mùng hộ bà cụ, không bà cụ có một đống chuối không mua hộ bà thì chết giờ bà. Đấy. Bốn quả chuối. Thêm cốc dừa dầm này chắc nó full topping luôn. 5.000 cùi dừa non. Này, đấy nước cốt dừa nó béo ngậy như này. Nhà hôm qua mua ship tận nơi thật nhưng mà nước cốt dừa nó rào rào rào. Nước cốt dừa là phải xay từ dừa già nó ngon. Bánh mì để chấm ăn kèm. Đấy, một bát full topping chưa? Đấy, mọi người nhìn cái bột sắn mình làm này. Đúng là đúng đấy chứ? Đấy, bột sắn mình làm này. Rất là ngon, mát lành, hạt chia bột sắn. Đây, miếng này to nha. Quá trời to luôn. Đấy, tự mình làm này ăn ngon đảm bảo. Và mình cứ sợ là mình bị tiểu đường. Tiểu đường ở đâu ra có mỗi một cốc dừa dầm. Còn cùi dừa mình mua mình cũng chẳng cho đường. Mình chỉ tráng qua nước sôi, ngâm nước sôi một lúc này. Chuối thì cũng là đường tự nhiên này. Chuối là đường tự nhiên này. Bột sắn mình cũng chẳng cho gia vị gì cả. Chỉ có mỗi cốc dừa dầm mới có gia vị thôi. Bánh mì thì càng không đúng không? Dừa dầm nhà mày xấu rách luôn. Không người ca thôi nhưng mà rất đậm đà luôn. Nước cốt dừa nó thơm này. Còn nửa cái bánh mì hôm qua. Mình để các nguyên liệu ở tủ lạnh rồi nên là rất mát lạnh luôn. Đây, mọi người nhìn nào. Ngon không? Quá trời ngon luôn. Chuối này kết hợp với cái nước cốt dừa là quá hợp luôn ấy. Ngon. Chút cùi dừa này. Cùi dừa rất là nhạt ngon luôn. Nước có dừa béo ngậy luôn. Cà dừa nó khác thật lịu ấy. Xong rồi nhúng qua cái bột năng xong rồi luộc qua ăn sần sật cũng ngon.
đây. Sao sần sần con Hạch họ tự làm đâu rồi đây, như con sứa luôn, trong suốt sợi sợi. Mình cứ định động nó cái là lại đấy. Ăn full topping. Ăn không hề ngọt luôn, có mỗi cốc dừa dầm, còn đâu toàn là bột sắn này, hạt chia này, dừa này, chuối này, toàn của mình hết, tự làm. Một cốc dừa dầm kia chủ yếu là để quay cốt dừa dầm, cốt nước cốt dừa. Cái hộp bánh mì cũng rất ngon. Chán pate quá rồi nên này phải ăn bánh mì kết hợp với cái này cho nó hết đi. Tối nay lại ăn lộn rồi, vì là mỗi lần làm lộn rất là lâu nên là nhà mình là làm một xoong to. Mình đang lo là lộn có bể mà vất tủ lạnh, tối ăn sẽ hơi dai. Nhưng mà không có tủ lạnh thì nó thiêu. Ăn hôm nay là hơi nhạt, tại nhiều topping quá. Mình đang nóng nên là phải ăn nhiều cái đồ mát cho nó mát. Nóng quá không như Zola. Nay hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo không phải Zola, thế thì chịu rồi, chỉ có thóc cao thôi, hôm qua cắt hết móng tay của thóc rồi. Ăn đồ mát nó không tốt cho thóc. Này các thứ quá nhạt luôn. Đúng lúc cần chấm là các thứ quá nhạt. Chuối chưa chín nên là chuối nhạt.
ra tờ bằng ra. Dạo này là quá trời hạn chế ăn thịt đấy, ăn toàn rau củ quả. Ôi thôi chết rồi, lại để quên khoai lang ở nhà mẹ rồi. Nợ mấy nào mình nhìn mua khoai lang lúc đi dọc đường. Nóng phết đấy, cái bát này chắc phải đến 2 cân thức ăn rồi nhỉ, hay 3 cân rồi nhỉ. Suốt nãy là mày mình ăn có trời không? Chỉnh cân thật là chuẩn. Một cân.
cân suốt nãy giờ mình ăn 1 cân 2 cân. Chưa kể trưa nay ăn quá trời nộm này, canh này, nộm canh lòng dồi nữa, quá trời. Này hơi nhạt.
Ba mọi người.